muốn chơi không? Tao chơi với mày. Được. Mẹ nó, kêu nó hành hung mà bây giờ nó cầm theo hàng. Có chuyện gì là ở tù cả lũ. Hai đứa nghe lại, vô xe. Không được. Hiên, đại sư huynh, cả đời này em nợ anh. Để em. Phương, Phương. Chết rồi. Trời, nó đã trúng đạn rồi. Máu ra nhiều quá. Hi, how you doing? I'm Dr. Knight, the attending physician for your son. I've been taking care of him all night. At this point, we've done everything we can for him. He's doing better. He's still in the coma. And at this point, if he's going to make it through, he's going to have to do it himself. You take care of him. Phương à. Phương. Tỉnh dậy với mẹ đi con. Nhìn con nằm như thế này, mẹ ước chi là con đang ngủ một giấc ngủ thật là ngon. Rồi con tỉnh dậy, con nói mẹ ơi con đói bụng quá. Mẹ nhớ hồi con 5-6 tuổi, mẹ phải đi làm ngoài chợ, nhà không có ai trông nom con, mẹ phải dẫn con theo. Cũng may mà ở trong chợ mấy chị thương mẹ, thương con, không có mép bà chủ cho con chạy vòng vòng. Cho đến khi giờ nghỉ mẹ chạy đi tìm con thì mẹ thấy con đang ngồi chơi những đồ chơi mà chưa mở hộp. Lúc đó mẹ thương con lắm Phương à. Mẹ càng thương con bao nhiêu thì mẹ lại càng giận mẹ bấy nhiêu. Từ đó Mẹ thề trong lòng là con của mẹ phải được hưởng những thứ gì tốt nhất. Phải có xe đẹp, phải có nhà đẹp. Và cái điều quan trọng nhất là con của mẹ phải được hạnh phúc. Phương. Phương ơi. Chị Đào, Tô Duyên Hiền tới thăm Phương nè chị. Cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn bé Hiền. Thằng Phương mà nó biết hai người tới thăm chắc là nó vui lắm. Cô Đào, cô giữ sức khỏe nha cô. Anh Phương anh thương nhất là cô. Nếu mà anh thấy cô buồn như vậy chắc anh đau lòng lắm cô. Đúng rồi đó chị, phải giữ sức khỏe nha, còn lo cho ông Phương nữa. Tôi biết rồi. Dạ con chào cô Đào. Dạ con chào cô. Tụi bay còn đến đây làm cái gì nữa? Mèo khóc chuột hả? Cô Đào nói vậy là sao tụi con không hiểu. Chứ còn cái gì nữa? Từ ngày xuất hiện mấy người đó, mọi chuyện nó rối tung lên nè. Rồi còn liên lụy với mấy cái đứa băng đảng nó, thằng Phương nó ra nông nổi đây nè. Chị bình tĩnh đi chị. Cô à, tụi con không có quen mấy người đó đâu. Đúng rồi cô, con nghĩ là chuyện này phải có cái gì đó bí ẩn. Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe giải thích gì hết. Thôi đi hết đi, đi hết đi. Cô Đào nói vậy thì tụi con xin phép cô. Đi nè. Con chào cô. Chị à, bình tĩnh đi chị ơi.
Còn Ngọc nữa. Dạ. Thôi Ngọc với Hiền cũng về luôn đi. Em bây giờ tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi. Má, hay là mình đi đi má. Để khi nào cô Đào bình tĩnh rồi mình quay lại mình thăm cổ cũng được. Em đi nha, giữ sức khỏe nha chị. Sư phụ thì linh khí ngập trời, còn người này, người này toàn tà khí yêu pháp. Đệ tử Thanh Tâm xin bái kiến Hắc Phong sư thúc. Về nói với sư phụ mày, tao vẫn còn sống. Kính thưa sư thúc, sư phụ của con đã quy tiền theo các tổ sư gia. Cái mặt mình nhìn biết nóng với ác rồi. Tốt. Rất tốt. Sư phụ mà chết là đáng lắm. Mày đặt giả thanh tao, nói tao luyện ta thuật là mau giảm thọ. Nhưng mà mày xem, tao vẫn sống nhăn. Nhưng mà tụi bay hôn hồn thì biến khỏi thành phố này. Đừng để cho tao gặp lại tụi bay. Nếu mà tao gặp lại tụi bay thì đừng có trách sao tao độc ác. Đúng rồi đó, nhìn mặt thấy ghét rồi à. Ai muốn gặp nữa đâu, đi chỗ khác đi. Đừng cho tôi gặp nữa nha. Cô Ngọc, mình không nên biết lòng những tiểu nhân như vậy. Về cô. Anh dựa đây đi. Anh có sao không? Anh không sao. Còn nhưng đau hả? Em còn đau. Trời, tội nghiệp anh quá à. Không sao. Nhớ về sớm với em nha. Có tao, tụi bay còn vậy. Không có tao không biết làm sao nữa. Cô Ngọc, con nói cô Ngọc nghe nè. Cô qua đây con nói cô nghe nè. Con không biết là thằng Nam nó sẽ cho cái gì con cho con gái của cô. Nhưng con chắc một điều là thằng Nam nó sẽ hy sinh bản thân của nó để nó bảo vệ em Hiền. Cô nhìn đi, như là cái cục 500 vậy đó. Hai đứa nó cũng xứng đôi, như ngu lan chức nữ vậy. Cô nở lòng nào mà cô dứt tụi nó ra. Đúng rồi đó má. Nếu mà không có anh Nam đỡ một dao cho con á, người ngồi chỗ của Đào là má đó. Thôi được rồi, mấy người cứ hùa theo nhau đi. Muốn làm gì đó làm, tôi không có nói tới nữa. Bộ má giận con hả? Đâu, cô Ngọc đâu có giận đâu. Cô Ngọc, ý của cô Ngọc nói là giờ hai đứa tụi em đó muốn làm gì thì làm đi, cô Ngọc cũng ok hết. Đúng rồi cô Ngọc. Má, thầy con má. Trời ơi, con cảm ơn má nha. Thương quá má. Nhỏ này chịu hết nổi với cô rồi. Trời ơi, anh ơi, anh đâm anh đau. Anh còn đau hả? Thôi, thương nè. Còn đau đây. Thương nè. Lộn chỗ à, anh còn đau đây. Trời, trời ơi, mày làm tao nổi gà hết trơn à. Còn tu hành lâu năm, con nhìn con nổi da dịch mà. Đi. Sư huynh, con có làm biếm đâu. Sư huynh, con dễ bùa mà. Con dễ bùa à. Vậy sư phụ hả? Ủa anh Nam, bộ sư phụ ám ảnh anh dữ vậy hả? Anh nhớ sư phụ quá cho nên cứ ngủ là nằm mơ.
Không biết sao mắt phải em cứ giật hoài, không biết có sao không nữa. Nghe hả? Tí xỉu dần mẹo, trái lành phải hung. Tam giới bay về, thấy không? Rồi từ từ đi, hồn nó về đầy đủ, nó sẽ nhìn thấy bà với tôi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi chỉ cần muốn nhìn mặt con tôi thôi. Con ơi, mẹ. Con thấy mẹ không? Mẹ, con thấy mẹ rồi. Con thấy mẹ rồi, con trời ơi. Nó là không khí mà sao bà ôm nó được? Tôi mới triệu nó từ tam giới bay về đây, hồn nó chưa có về đầy đủ. Khi nào hồn nó về đầy đủ rồi, nó sẽ nhìn thấy bà với tôi. Tôi biết rồi. Con ơi, bây giờ có mẹ rồi, mẹ sẽ bảo vệ cho con đừng lo gì hết nha. Bây giờ trong người con thấy thì sao? Mẹ, sao con thấy lạnh quá? Ôi, lạnh quá, hay là mình mở hít lên được không ạ? Cái hồn nó mới bay về, chưa có quen. Từ từ hồn nó về đầy đủ rồi, nó sẽ quen. Thấy không? Đừng có lo. Con nghe không? Tức là bây giờ hồn chưa có về đầy đủ, nay mai hồn về đầy đủ là con sẽ ấm áp à. Nghe con, trời ơi, bây giờ vậy đi. Bây giờ con muốn cái gì, con nói mẹ làm cho con hết. Con muốn cái gì? Hiền, con muốn Hiền. Muốn tiền hả? Nó muốn tiền. Muốn nhiều cũng được hết à. Ông coi giùm tôi nha, tôi ra nhà băng tôi lấy tiền bây giờ. Ê! Nó nằm một đống rồi, nó muốn tiền để làm cái gì? Tôi nghe nó nói rõ ràng. Bà cứ từ từ, để tôi nghe. Nói lại coi con, nói muốn gì? Hiền, con muốn Hiền. Hiền. Trời đất ơi, con ơi, mẹ sẽ làm tất cả cho con. Bây giờ mẹ sẽ dẫn con Hiền về đây. Mẹ sẽ cưới cho con làm vợ. Hai đứa sẽ yêu thương nhau, sẽ hạnh phúc với nhau. Con tin mẹ đi. Tôi sẽ giúp bà. Bây giờ bà làm mọi cách kéo con Hiền về đây. Tôi sẽ làm mọi cách để cho con Hiền lấy thằng Phương, dù nó sống hay là chết. Con cũng đã thực hiện được lời nguyện của sư phụ. Con đã đem sư đệ về đây cho sư phụ rồi. Sư phụ, con xin lỗi sư phụ. Còn hai anh em mình sẽ để nó khóc. Sư phụ nhìn thấy hai anh em mình về đây, quỳ trước mộ sư phụ, sư phụ mãn nguyện rồi. Sư phụ sẽ tha thứ hết tất cả lỗi lầm. Hello baby hả? Ở đó có gì không em? Đâu có gì đâu anh,
Em đang dựng má đi đến bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ nè. Má nói có nếp nhăn nên má muốn hỏi bác sĩ coi phải làm sao mà. Ồ vậy hả? Mọi thứ ok không em? Mọi thứ ok hết anh. Vậy cũng được. Nếu mà có gì khác lạ nhớ báo anh liền nha. Em biết rồi. Mà má cũng kỳ nữa. Má làm như là em ế vậy đó. Lúc nào má cũng giới thiệu hết ông này đến ông khác cho em à. Chẳng qua là má em không cho em quen anh thôi. Chứ người khác là má chịu liền à. Thôi, để anh ở đây với đại sư huynh vài ngày. Xong rồi anh sắp xếp, anh chia tay đại sư huynh. Xong rồi anh về với em nha. Nhớ nha. Bye anh. Dạ cô, thì ở đây thì văn phòng tôi chuyên môn về những phẫu thuật như sau. Như là căng da mặt, nâng mũi, cắt mí mắt, cắt mỡ bụng, có thể làm xướng ngực cho những người mà trẻ, hay là có thể làm xướng ngực cho những người bị ung thư ngực, và mổ với bàn tay, mổ với xương tay, và cổ tay, và rất là nhiều thứ tổng quát cô. Con, nãy giờ con đi đâu, con gọi ai? Má biết con gọi ai còn hỏi nữa. Nè, má giới thiệu cho con nha. Đây là bác sĩ Tuấn. Tôi nói người vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, mà văn phòng thì thành công nữa. Con biết không, hoa hậu ở cái bô sa này đều từ tay bác sĩ Tuấn cô ra hết á. Nếu mà con quen với bác sĩ Tuấn là bảo đảm con không có sợ già. Mà má cũng được nhờ nữa đó. Wow, con cảm ơn cô. Cháu cũng bình thường thôi cô ạ. Mà cô nói không sai nha, con của cô hiền, rất là đẹp, rất là trẻ, không cần sửa gì hết. Trời ơi, mẹ nào thì con đó thôi. Trời, nếu cô và Hiền mà ra đường, người ta tưởng là hai chị em sinh đôi. Tuấn này, con đừng có làm cho cô vui đó nha. Thôi vậy thôi, anh Tuấn dẫn chị của em đi coi phim luôn đi ha. Hiền chiếm được trái tim của em. Hello. Anh làm gì lâu nghe phone vậy? Sorry baby, anh chở anh dẫn đại sư huynh đi ăn kem. Hôm qua tới giờ anh thấy trong lòng lo làm sao á, anh ngủ không được. Em cũng vậy nè, không biết sao nữa. Mà hôm qua em nằm mơ thấy ông Phương á. Gì vậy? Em nằm mơ em thấy ông Phương hả? Em không biết là mơ hay là thật, mà làm em té xuống giường luôn á. Chắc không sao đâu em, chắc là mơ thôi à. Anh à, anh mau mau về đi. Rồi, để anh thu xếp tối nay anh gặp em nha. Ok anh nhớ nha. Ok em cúp máy đi. Ừ. Alo, em cúp máy trước đi. Tôi cũng như các bạn, tôi đến đây để khiêu vũ. Trời ơi,
Ngủ vậy thì tốt, sáng đến giờ người cứ mất thần mất vía, y như gặp ma vậy. Đây là linh hồn của thằng Phương. Những con người khi họ nửa chết nửa mê thì linh hồn của họ sẽ nằm giữa tam giới. Nhưng không hiểu sao linh hồn của thằng Phương nó lại nằm ở đây. Sư huynh, hay là mình mang linh hồn của Phương trả cho cô Đào đi. Anh sẽ làm phép đưa linh hồn của thằng Phương về tam giới, nó sẽ an toàn hơn. Chứ còn bây giờ nó giấc dưỡng như vậy, lâu ngày linh hồn của nó đâu có về lại thể xác được. Thiên linh linh, địa linh linh, tam giới thông linh, mở cửa triệu hồn, cấp cấp như lục linh. Trời ơi, hay quá. Trầm từ công ty Trầm Hương Nguyễn trị được ma nữa hả con? Đúng rồi con. Kính thưa quý vị, Trầm ở trong rừng là thứ một thiên liêng, hấp thụ được nhiều tinh hoa nhật nguyệt, có thể trừ tà khử ma, đem lại nhiều may mắn. Con thích không? Con tặng cho con sợi. Không cần đâu con, ngày mai cô sẽ ra công ty Trầm Hương Nguyễn để mua một sợi. Đây là sự may mắn của con. Nếu con đưa cho cô, tức là cô đã thiếu nợ con rồi. Má nợ anh Tâm nhiều lần rồi mà. Cái con này sao bị bên ngoài hoài vậy? Đoán là cái thằng đạo sĩ con đó. Cái gì? Thằng đạo sĩ nó còn làm gì con tôi nữa? Tôi nghĩ là chỉ có một mình thằng đạo sĩ con đó mới có đủ bản lĩnh nhốt cái hồn của thằng Phương ở đâu đó, không cho nó về được. Rồi bây giờ phải làm sao? Thu hồn đại pháp, cấp cấp quỷ nhân lệnh. Thu hồn đại pháp, cấp cấp quỷ nhân lệnh. Thu hồn đại pháp, cấp cấp quỷ nhân lệnh. Trời ơi, con Phương, con sao vậy Phương? Trời ơi, Phương mẹ đây nè Phương, con làm sao? Phương, chuyện gì đã xảy ra với con? Trời ơi, Phương, con làm sao vậy? Chết rồi. Hoàng Phong, tôi nghĩ là cái hồn nó không còn ở dưới hạ giới mà đã bị thằng đạo sĩ đó đem dở về tam giới rồi. Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Nếu mà cái hồn nó vẫn ở tam giới thì nó tỉnh dậy sẽ không sao, nhưng mà nếu cứ lần hai lần ba, ba hồn bảy vía nó cứ đem tới đem lui sẽ không thể nào trở lại về được.
Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ. Trời ơi, Phương ơi, Phương ơi, tỉnh dậy đi con. Mẹ đây nè con. Trời ơi, Phương ơi, Phương. Trời ơi. Quang, tôi có cách. Sao mắt em nó giật quậy vậy ta? Sao mắt em cũng vậy vậy anh? Cô Ngọc, mắt cô có giật không? Mắt tao căng da mà, đá lồng veo còn khó được đó chị giật. Cái mùi gì kỳ vậy ta? Sư phụ đã dạy, nếu mà muốn đánh rắm thì mình phải tự động chạy ra sân mà đánh rắm. Trời ơi là trời, con người lịch sử nhất thế gian à. Trời ơi, nó đánh rắm mà tụi bay rủ tao ra đây làm chi vậy? Tưởng chuyện gì quan trọng lắm vậy đó. Thôi đi vô. Khoan. Hả? Gì? Mọi người có nhìn thấy ở phía đằng kia không? Trời mưa hả? Không phải. Đám mây đen đó đầy yêu khí. Ủa, hướng đó là nhà cô Đào mà. Vậy là sư huynh đã đoán không sai. Rồi bà Đào có sao không? Mình có cần gọi cho bà không? Bà Đào chắc không sao. Thôi, vậy thì ok. Nhưng mà mình có sao? Hả? Có sao là có sao đại sư huynh? Nếu sư huynh đoán không lầm thì cái vụ con quỷ đỏ mà hôm bữa theo em Hiền và hai thằng giang hồ theo hai anh em mình và cái vụ hồn ma của thằng Phương bay qua đây là có bàn tay một sư thúc ở trong đó. Đương nhiên là có sự âm mưu của bà Đào trong đó. Ôi, không có đâu. Bà Đào là bạn thân của cô, bà đâu có hại cô đâu con. Cô, chuyện đời mình khó nói lắm. Con cũng hy vọng là cái chuyện đó không phải như vậy. Còn nếu cái chuyện đó là như vậy, đêm nay là đêm nguyệt thực. Sư thúc của con sẽ lợi dụng cái đêm nguyệt thực là cái đêm âm thành dương suy, họ sẽ kết hợp lấy cái bùa thiên linh cái đó trả thù. Vui con sợ quá ơi. Thôi con không gặp anh Phương nữa đâu. Em đừng có lo, có anh ở đây mà. Em biết đánh tan phá cái bùa thiên linh cái đó không? Biết. Chẳng qua là em nghĩ có đại sư huynh đây chắc không sao đâu. Ê, nhưng mà vậy mình gọi cảnh sát đi con. Má nghĩ báo cảnh sát có thiên linh cái tới nhà, họ có tới không? Hai cháu không tới đâu. Hay là con chở mọi người sang tiểu bang khác tránh nạn vài ngày vậy? Đúng đó con. Đi, đi. Mình chạy không có thoát đâu. Sư phụ đã từng gặp và kể với con rằng là thiên linh cái là một cái loại tà thuật rất nguy hiểm và lợi hại. Rồi giờ mình sao? Bây giờ mình phải bày ra một cái trận thiên binh thiên tướng thì mình mới phá được cái trận thiên linh cái đó. Được đó. Đi mua đồ gì? Mua, cô mua cho để dàn trận liền. Cô ơi. Hả? Cái trận mà thiên binh thiên tướng là mình không cần mua cái gì hết. Mình chỉ cần đồng nam đồng nữ. Thân thể mình phải tinh khiết thì mình mới mời thiên binh thiên tướng nhập thân hộ thể được. Nhưng mà cô có chồng rồi. Tiếc quá. Nếu không cô kết hợp với con thì quá tuyệt vời. Phải chỉ mình dùng được thằng Nam với con Hiền thì quá tốt. Trời ơi, con nhìn tụi nó coi. Ôm nhau xà nẹo, vậy còn gì nữa? Má, con làm được. Má làm gì mà nhìn con như quái vật vậy? Không lẽ thằng Nam nó bị điên? Đại sư huynh, để em giúp mấy Hiền cho. Nam. Dạ. Qua đó ngồi cho anh. Hiền, ngồi đó. Hơi. Nếu cô vô trong nhà, cô Ngọc có thấy yên tâm hơn không? Yên tâm hơn, cô đi nấu cơm nha. Hơi. Nói chơi vậy mà cô biến mất lẹ quá.
mẹ bên cạnh đi. Con ơi, mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết luôn. Thiên địa âm dương, quỷ thần sát thể, gặp thần chém thần, gặp quỷ chém quỷ, sắc phong truy lĩnh. Thiên binh thiên tướng, thần chí tối linh, thông thiên đạt địa, xuyên u nhập minh, dị ngã thanh minh, thiên tướng hộ thể, thần linh nhập thân, cấp cấp như lục lệnh xuất bùa. Chuyện này là sư huynh lấy cái kiến khe thành phương hải. Sao vậy? Ông làm sao? Sao tôi không thấy gì hết vậy? Bắt ông làm sao vậy? Ông ăn sống. Đến tôi bị mù rồi. Thằng Phương làm sao? Con tôi làm sao? Thiên
Thằng Phương nó sao rồi con? Cô Ngọc, con xin lỗi cô. Anh xin lỗi Hiền. Em xin lỗi anh Tâm. Sao vậy Phương? Sao đến nông nỗi này? Vẻ hào nhoáng bên ngoài của gia đình em, tất cả chỉ là giả tạo. Cô Ngọc, những năm gần đây mẹ con làm ăn liên tiếp thua lỗ. Hiện tại gia đình đang phải gánh một khoản nợ rất lớn. Mẹ muốn con cưới em Hiền, làm rể của cô để nhờ sự hậu thuẫn của cô mà gây dựng lại sự nghiệp. Trời ơi, cô Đào là bạn thân của cô, có gì thì cô nói để cô giúp, chừng sao mà ra nông nổi vậy hả con? Cô ơi, lỗi cũng ở tại con. Vì tình yêu của con dành cho em Hiền không được em hồi đáp, cho nên mỗi lần con nhìn em gần gũi với anh Nam là con nổi lên sự đố kỵ, ghen tuông. Còn lão Hắc Phong pháp sư, chỉ vì trả thù riêng của hắn mà mọi chuyện ngày càng thêm lớn. Tất cả lỗi là tại con. Xin mọi người đừng trách mẹ con. Mẹ xin lỗi con, lỗi tại mẹ con ơi, Phương ơi. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Rồi giờ sao anh Tâm? Bà Hồng mấy vía, thằng Phương nó chỉ còn một vía ở đây. Sáu vía nó đã bay lơ lửng ở đằng kia rồi. Bây giờ tất cả những người thân, bạn bè của thằng Phương, mình phải cùng nhau hiệp lực lại, truyền cái năng lượng cầu an cho nó. 9981 ngày thì quả mai có cơ hội. Ôi nè con ơi, ăn con nè, ăn đi, ăn nhiều vô. Trời ơi, ăn nhiều mới có sức lo cho con gái má, biết không? Đúng rồi, ăn có sức cưới vợ con. Đó, ăn đi con, ăn đi, đừng có ngại nha. Dạ con cảm ơn cô. Gì? Giờ này còn cô nữa. Má, nói nghe thử coi. Dạ, con cảm ơn má. Má vợ. Dạ, má vợ. Chị mới giỏi. Nè, ăn đi. Không thôi má rửa xương cho. Dạ, được dạ, không? Dạ, dạ. Ăn dạ, được không dạ, con? Dạ, 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 được, dạ, được. Mà, ủa, đại sư huynh mình đâu rồi? Đại sư huynh hả? Ừ. Có đại sư huynh đây. Wow. Giỡn giỡn. Cái tóc nhìn lạ thiệt, nhưng mà đẹp trai. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Dạ, cảm ơn cô Ngọc. Hợp lắm luôn. Dạ, thôi ăn đi con. Dạ. Ăn nha, ăn nha, ngon lắm nè. Anh Tài, em có đồ ăn chay cho anh nè. À, cảm ơn em Hiền. Ăn đi con. Có ai ai để cô Ngọc. Giờ vậy con nhớ hết mọi người không nè? À? Đây 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 đây, giới thiệu đây, nhắc chút xíu là nhớ liền nè. Đây nè, đây là cô Ngọc. Dạ, con chào cô Ngọc. Đó, nhớ, nó nhớ. À, còn đây là... Dạ, em chào chị. Thấy không? Có thấy tôi trẻ nó kêu mình chị chứ không? Cái này là cô Liễu. Nhưng mà thôi tại cô trẻ quá, còn chị thì cũng được rồi. Dạ, con chào cô Liễu. Dạ, đúng. Chào còn con. Đây là Nam. Chào Phương. Em chào anh. Dạ. À, còn đây là còn nhớ phải không? Còn nhớ phải không? Không. Đó, đây là Hiền, bạn con hồi nhỏ đó. Chào cô. Không không, chắc là em dây em cô em đó. Mình lắm nha. Thôi thôi, vui vẻ cả nhà. Bây giờ em mời chị, mời cháu vô ngồi nha. Vô ăn bữa cơm với gia đình cho nó ấm cúng nha. Em đi bên này cho con vô ngồi nha.
Thôi đi, ngồi đây. Đó, lâu lâu mới có gì gia đình gặp nhau vui vẻ gì nè. Ăn đi bà Tàu. Giờ đó thì làm gì. Ủa? Thấy gì là cắt tóc vậy mà không nhận ra. Chào cô Đào. Sao nay lạ vậy? Nè, nói thiệt câu nghe. Cái tóc dài bữa đó đẹp hơn cái tóc này. Ủa? Hồi nãy ai cũng nói để tóc ngắn đẹp mà.